Minh và Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Được Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho 3 biên tập chương trình, Minh Được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều các tinh trợ lực, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân, sẽ đón nhiều vận may bất ngờ ập đến, sự nghiệp vinh hĩnh, trúng số bất ngờ, đổi đời ngoạn mục, giàu có hơn người. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, số mệnh phú quý, được bề trên ban cho lộc lớn, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, trả sạch nợ nần, đổi đời đại gia, mua nhà to hơn, tàu xe xịn hơn, đúng trong 2 tháng cuối cùng của năm Giáp Thìn 2024. Quý cô bác anh chị tuổi Ất Tỵ thân mến, trong cuộc sống này, có những người luôn được sống trong nhung lụa và giàu có, và họ sẽ không bao giờ cảm nhận được sự may mắn hiếm hoi mà người khác mong mỏi từng giây phút của cuộc đời. Họ cũng không thể biết được tâm trạng của người khác khi có được một phần may mắn như mình. Trên thực tế, mỗi người sinh ra đều có vận mệnh của riêng mình, đặc biệt là các vị thần may mắn sẽ chiếu cố cho từng con giáp trong mỗi giai đoạn khác nhau. Có đôi khi sự may mắn này lại là duy nhất giúp họ đổi đời một cách không ngờ. Trong tử vi học có nói bước sang 2 tháng 11 và 12 và âm lịch, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, sẽ là một trong những con giáp may mắn nhất. Nhờ sự cố gắng, nỗ lực của mình cộng thêm may mắn trời ban mà Ất Tỵ sẽ giàu lên nhanh chóng, tiền bạc ùn ùn kéo về, ăn Tết to nhất làng. Và để biết được trong 2 tháng tới Ất Tỵ sẽ có những may mắn nào và làm sao để nắm bắt những may mắn ấy, thì xin mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu chi tiết video ngày hôm nay quý vị nhé. Quý vị thân mến, đi qua nhiều hạnh phúc, nếm không ít khổ đau, chợt thấy mình bình thản, kệ mưa nắng trên đầu, người đi hay ở lại, cũng đều bởi chữ duyên. Điều này nghe có vẻ sáo rỗng nhưng cuộc đời là một chuyến hành trình vô cùng khó khăn. Từ lúc sinh ra cho tới lúc chúng ta rời xa thế giới này, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Như nhiều người vẫn thường nói, đó chính là cuộc đời. Tuổi trẻ của Ất Tỵ là những năm tháng vất vả, cực nhọc. Mọi việc Ất Tỵ trải qua đều phải đối mặt với các thử thách, cả bên trong lẫn bên ngoài. Tuy nhiên những khó khăn thử thách ấy đã tạo nên một Ất Tỵ kiên gan, bền trí, một Ất Tỵ đầy bản lĩnh. Đứng trước bão giông của cuộc đời thì Ất Tỵ vẫn ung dung tự tại. Người xưa có câu ngũ thập nhi tri thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuật, thất thập nhi tùng tâm sở dục, bất du cũ. Ý nói rằng 50 tuổi đã biết mệnh trời, 60 tuổi thì không còn chướng tai gai mắt, 70 tuổi sẽ đạt đến tình trạng hoàn hảo về cách xử thế ở đời. Người tuổi Ất Tỵ qua 60 tuổi, tâm như biển rộng, mọi việc đến với Ất Tỵ cũng nhẹ tựa lông hồng, cuộc sống đích thực bắt đầu từ đây. Ở con người Ất Tỵ đó là một sự thông tỏ mọi chuyện. Từng bước qua núi cao biển rộng, từng gặp nơi giang hồ hiểm hóc, thật thật giả giả, tốt và xấu, ngọt bùi đắng cay, thiện và ác, Ất Tỵ đều kinh qua, đều đã từng nếm trải. Dẫu thành công hay thất bại, dẫu sướng vui hay đau khổ, tất cả đều in hằn trong tim bao trải nghiệm. Nên yêu gì, ghét gì, nên làm gì, không làm gì, Ất Tỵ đều đã có đáp án cho riêng mình. Đời có lúc thịnh, cũng có lắm khi suy, cái ý là dòng tuần hoàn tự nhiên của đất trời, của vận thế, tương tự như bốn mùa xuân hạ thu đông dậy. Tại sao lại nghĩ mình giỏi khi được thuận may, song lại mở miệng than thân khi khó khăn vất vả? Cái ta cần làm là duy trì bản tâm, vững vàng bản tính, để khi hanh thông không kiêu ngạo mà chủ quan, lúc chắc trở không chán nản rồi tiêu cực. Ở cái thời khắc khó khăn càng nhiều, vất vả càng lắm, cũng tức là sắp đến thời điểm chuyển mệnh sang trang. Nếu trái tim của Ất Tỵ tuổi đôi mươi như con suối, trái tim tuổi 30 như dòng sông, trái tim tuổi 40 như thác gần cuồn cuộn chảy, thì trái tim người tuổi Ất Tỵ sau 60 tuổi lại như biển rộng mênh mang, tinh chủ vừa điềm tĩnh, khoan thai với người khác, lại vừa sâu lắng tê từ chính trong bản thân mình.
Trong cuộc sống này đôi khi Ất Tỵ vẫn gặp chuyện không như ý, nhưng Ất Tỵ chỉ mỉm cười và chẳng bận tâm. Nếu khi xưa nông nổi và nhẹ dạ, thì chỉ khi qua tuổi 60 mới thực sự hiểu ra ý nghĩa của sinh mệnh là gì. Đơn giản là bởi tâm của Ất Tỵ đã bao la hơn. Trong cuộc đời của mình, Ất Tỵ đã từng tranh giành, đã từng nỗ lực, đã từng đắc ý, cũng từng thất vọng. Nhưng những gì cần có đều đã có, những gì không có cũng chẳng tơ tưởng hão huyền. Mọi thứ đều quá quen thuộc, hào khí năm xưa nay lại trở thành sự khoan dung. Sự gai góc khi xưa nay đã trở nên trơn nhẵn, sự tranh đoạt khi xưa nay lại trở thành giây phút thảnh thơi. Khi nhắc đến tuổi Tỵ, đây là con giáp khôn ngoan nhất, thông thái nhất, hấp dẫn và cũng bí ẩn nhất trong 12 con giáp. Vì thế người tuổi Ất Tỵ có khả năng trở thành nhà chính trị, triết học, thần học hoặc một kỹ sư luyện kim, cũng có thể trở thành một nhà tư tưởng sâu sắc. Họ là người khó hiểu nhất trong 12 con giáp, bởi là người có trí tuệ đặc biệt thiên bẩm, nên họ còn có thể trở thành một người mang chủ nghĩa thần bí. Những người tuổi Ất Tỵ có văn hóa, thương thích đọc sách, nghe nhạc, thích ăn ngon, thích xem hài kịch, họ bị tất cả những thứ có giá trị thẩm mỹ thu hút. Trai tài gái sắc thường là người tuổi Tỵ, vì thế nếu bạn là người tuổi Tỵ, nhiều khả năng bạn sẽ có một vận mệnh tốt. Người tuổi Ất Tỵ thường quyết đoán và hành sự theo ý mình, khó hòa đồng với số đông. Họ hoặc là một người có niềm tin tôn giáo sâu sắc, hoặc là người theo chủ nghĩa hưởng lạc. Họ chấp nhận tin theo niềm tin của họ, chứ họ không bao giờ lắng nghe lời khuyên của người khác. Nhưng trong nhiều trường hợp, họ luôn đúng trong suy nghĩ. Người tuổi Ất Tỵ mệnh quả tính cách trầm ổn, song cũng rất nhạy bén, linh hoạt, có thể thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau, có khả năng phát huy bản thân ở mức cao nhất. Khuyết điểm của người này là thiếu nguyên tắc, dễ chịu ảnh hưởng bởi người khác. Người này tâm niệm mọi chuyện tùy duyên. Cũng chính vì lý do này mà Ất Tỵ thường có cái nhìn khá bi quan và thụ động, thích ổn định an nhàn, theo đuổi sự sung sướng hạnh phúc, hiếm khi tạo áp lực cho bản thân, dễ dựa dẫm vào người khác. Tuy nhiên, nếu có người bên cạnh quan sát, đốc thúc, không ngừng cổ vũ, tạo niềm tin, thì Ất Tỵ sẽ có thêm động lực và thu được thành quả khá tốt đẹp. Đặc biệt, Ất Tỵ thuộc mệnh quả là người có bản lĩnh, có đủ tự tin để đối phó với trở ngại. Đặc biệt là những chuyện xui rủi xảy tới bất ngờ, họ nhanh chóng chấn tĩnh bản thân và tập trung vào hóa giải nguy cơ. Bạn bè, đồng nghiệp, người cùng hợp tác là những trợ thủ đắc lực cho người này. Họ có phẩm cách cao sang, thường được mọi người quý mến và đánh giá cao. Người này thích sự nồng nhiệt, theo đuổi tình yêu sôi nổi và đầy kích thích. Tuy nhiên tính cách trầm lắng khiến họ không biết cách bày tỏ tình cảm, nên khó tìm được người tri âm tri kỷ. Sự nghiệp thăng tiến không ngừng, nhờ tinh thần trách nhiệm cao, năng lực làm việc tốt, trí nhớ tốt, sự nhạy bén khiến công việc kinh doanh của họ khá phát đạt, lợi nhuận thu về không ít. Đây cũng là mẫu người thích hợp để trở thành chính trị gia hoặc làm các công tác về tư tưởng. Vận thế cuộc đời nhìn chung khá tốt, dù tuổi trẻ gặp nhiều khó khăn nhưng thường được quý nhân nâng đỡ. Mặt khác, Ất Tỵ rất chăm chỉ làm ăn, cộng thêm bản thân là người khéo léo, tinh tế, có khả năng ứng biến trong mọi công việc, nên thường có nguồn thu nhập ổn định, kinh doanh thuận lợi. Người tuổi Ất Tỵ cũng là người luôn lo xa và sống có trách nhiệm với gia đình. Khi người thân gặp khó khăn, con giáp này sẽ đứng ra giúp đỡ hết lòng. Cũng nhờ vậy, tuổi Ất Tỵ luôn được mọi người yêu mến và kính trọng. Xem tử vi trọn đời, tuổi Ất Tỵ đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong sự nghiệp, tài lộc lẫn gia đạo, đúng là khổ tận cam lai. Thế nhưng chỉ cần bạn kiên trì, bền bỉ, nỗ lực đến cùng, thì cuối cùng trái ngọt cũng hái về tay, thành quả đạt được sẽ xứng đáng với công sức mà bạn bỏ ra. Bởi từ chung vận trở đi, con giáp này sẽ gặp nhiều điều may mắn và tốt đẹp. Đặc biệt từ sau 40 tuổi sẽ vô cùng hanh thông thuận lợi. Con giáp này làm gì cũng có quý nhân dẫn đường chỉ lối, không phải lo lắng thiếu tiền thiếu bạc nữa, vì thần tài gõ cửa, của cải tự tìm tới nhà, gia đạo thì sung túc. Đặc biệt, tử vi năm 2024 đã chỉ ra rằng tuổi Ất Tỵ sẽ là một trong những con giáp được đền đáp xứng đáng nhất với những gì họ đã bỏ ra trong những năm qua. Để bắt đầu gặt hái thành công trong năm nay, với việc được hai tài tinh là thiên tài và thực thần chiếu mệnh, bản mệnh có nhiều lộc lá thu về, kinh doanh thuận lợi, buôn may bán đắt, các hoạt động cầu tài diễn ra trong năm khá thuận lợi, khởi sự tốt đẹp đúng như mong muốn. Người kinh doanh buôn bán được dự báo sẽ có nhiều dưỡng khí, trong khi đó người làm công việc cố định có thể hài lòng với mức thu nhập hiện tại, cộng thêm bổng lộc. Tuy nhiên, người tuổi Ất Tỵ không vì thế mà lơ là, chủ quan,
hay tham lam để tránh thiệt hại vì sự nóng vội của bản thân. Trời phú cho người tuổi Ất Tỵ là những người thông minh, sắc sảo, có trí tiến thủ và tham vọng lớn. Trong con người Ất Tỵ lúc nào cũng muốn thăng tiến thật xa. Để đảm bảo cho bản thân và những người thân một cuộc sống đủ đầy, thoải mái, đặc biệt, con giáp này sẽ chẳng bao giờ chịu thua kém bạn bè. Chính vì thế mà dù làm bất cứ việc gì, họ cũng sẽ luôn nỗ lực để bản thân có thể đạt được những thành tích tốt nhất. Có câu, thời thế tạo anh hùng, có thể nói cái mà những chú rắn sinh năm 1965 thiếu hiện nay, chính là một thời cơ thích hợp để bứt phá mạnh mẽ. Và điều mà họ mong chờ đã đến, khi có hai tháng cuối năm là tháng 11 và 12 âm lịch tới đây, sẽ là thời điểm Ất Tỵ phất lên như diều gặp gió, thêm sự trợ giúp từ quý nhân, giúp cho cuộc sống của bạn trở nên viên mãn. Chỉ cần tuổi Ất Tỵ luôn mạnh mẽ, vững vàng thì cho dù có khổ cực đến mấy đi chăng nữa, cũng sẽ giải quyết được tốt đẹp và suôn sẻ. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đi vào tử vi chi tiết từng phương diện của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong hai tháng may mắn này, quý vị nhé. Đầu tiên xét phương diện sự nghiệp. Theo dõi tử vi tháng 11 và 12 tuổi Ất Tỵ âm lịch, về phương diện sự nghiệp, con giáp này được cả tam hợp thái tuế và chính quan độ mệnh, hứa hẹn những khởi sắc rực rỡ trong công việc. Điềm báo sẽ có quý nhân xuất hiện để dìu sát bản mệnh vượt sóng gió, những khó khăn và bế tắc trước đó cũng dần được khai thông. Thêm vào đó, sự quyết đoán không do dự sẽ giúp những chú rắn rất nhiều để có thể giải quyết những vấn đề còn tồn đọng vào cuối năm. Các mối quan hệ nơi làm việc cũng rất tốt đẹp, mọi người vui vẻ và nhiệt tình giúp đỡ lẫn nhau để cùng hoàn thành công việc chung. Sự đồng lòng đó đã giúp tạo dựng nên một tập thể vững mạnh, trong đó không thể thiếu sự góp sức của bản mệnh. Mục tiêu phấn đấu cuối năm cũng giúp bản mệnh có tinh thần làm việc hăng say, khả năng sáng tạo được khai thác và phát huy mạnh mẽ. Nhìn chung con giáp này đang làm rất tốt để có thể chứng minh được năng lực của mình với cấp trên. Đây là thời cơ hiếm có, bởi bạn có thể khẳng định được giá trị của bản thân để đòi hỏi quyền lợi xứng đáng hơn với mình. Nhất là khi Tết đã cận kề, bạn hoàn toàn có lý do để đưa ra yêu cầu tăng lương, tăng thưởng chẳng hạn. Có thể nói, gạt bỏ những khó khăn trước đó, tuổi Ất Tỵ ngày càng tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào quý nhân, nên dần dần mọi khó khăn được tiêu biến, con đường phát triển trước mắt cũng càng ngày càng rộng mở. Tuy nhiên, vận khí tốt chỉ quyết định một phần nhỏ, cái chính vẫn là sự nỗ lực của chính bản thân bạn. Nhất là khi trong tháng có nguyệt lệnh lâm từ ám tàng, nếu cứ dựa dẫm vào vận may thì bạn sẽ chẳng thể đạt được những thành quả rực rỡ đến vậy. May mắn chỉ là một yếu tố phụ để đi tới thành công. Những ai hăng hái, tích cực làm việc, miệt mài cố gắng ắt thu thành quả xứng đáng. Và ngược lại, ai an phận thủ thường, chỉ cầu ổn định, kết quả đạt được sẽ rất bình thường. Hai tháng này có bạch hổ hung tinh sẽ khiến bạn phải di chuyển nhiều hơn. Nhưng nếu đó là việc cần thiết cho công việc thì hãy cứ thoải mái đón nhận, rất có thể cơ hội đang ở phương xa chờ đợi bạn đón nhận. Về phương diện tài lộc, trong hai tháng cuối năm 2024 này, tuổi Ất Tỵ gặp được cục diện bán hợp trợ lực, nên vận trình có nhiều khởi sắc khá rõ. Phương diện tài lộc cũng không ngoại lệ. Đây cũng là hai tháng cận Tết, thu nhập ngày càng tăng, tài vận hanh thông, cơ hội làm ăn hợp tác, đầu tư lớn càng nhiều, giúp tinh thần của bản mệnh vô cùng hân hoan. Bạn có nguồn thu từ nhiều nguồn, có thể từ công việc chính, cũng có thể từ nghề tay trái. Nói chung không cần lo lắng về chuyện tiền bạc, có thể thoải mái sắm sửa để đón một cái Tết an vui. Con giáp này luôn biết được ưu thế của mình nằm ở đâu để phát huy, đi tắt đón đầu, dẫn đầu xu hướng. Con đường làm giàu càng ngày càng rộng mở, tuổi Ất Tỵ sẽ đón nhiều cơ may kiếm tiền trong tầm tay. Nhưng lưu ý, cầu tài cũng cần có lộ trình nhất định, đừng vì nóng vội muốn kiếm hời để đón Tết mà đi theo con đường không chính đáng. Dù dùng cách gì để làm giàu đi nữa, nếu bạn đi theo hướng chính đáng, ắt sẽ thu về lợi nhuận cao. Bên cạnh đó, dù tiền bạc có dùng đến đâu, bạn cũng cần cân đối lại việc chi tiêu của bản thân sao cho tốt nhất, để đảm bảo thu chi cân đối và có ngân sách tích lũy tốt. Hãy chi tiêu mua sắm ở mức độ vừa phải và hợp lý. Đừng quên tình hình kinh tế suy thoái và lạm phát đã ảnh hưởng bất lợi từ đầu năm, nên không cần phải quá xa hoa làm gì đâu Ất Tỵ nhé. Về phương diện tình cảm gia đạo, theo tử vi tháng 11 và 12 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch,
Dưới sự tác động tích cực từ tam hợp cục, đường tình duyên của tuổi Ất Tỵ cũng thuận lợi hơn trước. Người độc thân có khả năng gặp gỡ và làm quen với người tâm đầu ý hợp, tình cảm phát triển nhanh chóng. Bạn sẽ thấy mình có nhiều vệ tinh dây quanh hơn. Điều này khiến Đinh Tỵ có nhiều sự lựa chọn. Song đôi khi chính điều đó lại khiến bạn do dự, thiếu quyết đoán. Dù là chuyện tình cảm, nhưng đôi khi cũng phải lý trí để đưa ra lựa chọn sáng suốt và phù hợp với mình bạn nhé. Các cặp đôi vì bận rộn với công việc cuối năm nên ít có thời gian dành cho nhau, vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn lặt vặt, song mọi chuyện sẽ sớm được hóa giải, trả lại sự bình yên cho gia đình. Các thần cũng mang tin vui đến cho Ất Tỵ, người đã có đôi hay các cặp vợ chồng cũng hàn gắn rạn nứt nhanh chóng, gìn giữ được hòa khí gia đình, gia đạo trong ấm ngoài êm, dù có phát sinh xung đột thì cũng sớm được hóa giải, các thành viên sum vầy bên nhau. Theo dõi phi tinh tháng, sao Nhất Bạch chủ nhân duyên, đào hoa, hỷ khánh, ngủ ở vị trí Tây Nam, nơi đây nên được sắp xếp đồ đạc gọn gàng, sạch sẽ, để các khí dễ dàng lưu chuyển, mang tới vận may cho bản mệnh về chuyện tình cảm, nhân duyên. Về phương diện sức khỏe, sức khỏe của tuổi Ất Tỵ tháng này nhìn chung ổn định, không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên do tác động của Bạch Hổ hung tinh nên bản mệnh vẫn nên đề phòng họa huyết quan hoặc những tai nạn bất ngờ. Làm gì cũng cần phải cẩn thận, nhất là khi tiếp xúc với những vật sắc nhọn và có tính sát thương cao. Đồng thời, bạn cũng nên để ý tới vấn đề ăn uống, đi lại, đừng để gần Tết rồi còn gặp sự cố hay thương tật. Trong 2 tháng cuối năm này sẽ có nhiều sự kiện liên quan đến tiệc tùng, ăn uống, bản mệnh nên cần kiểm soát để chức năng tiêu hóa tránh bị quá tải. Tránh lái xe khi đã uống rượu bia, sử dụng chất kích thích, kẻo tự mình gây họa lớn đấy nhé. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng và cẩm nang dượng vận của tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. 1. Tử vi tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, trong tháng 11 âm lịch. Xem tử vi tuổi Ất Tỵ tháng 11 năm 2024 âm lịch, vận may về tiền bạc đang đến với bản mệnh, nhưng vận trình tình cảm đang xuống dốc, khuyên bạn nên sống thật với cảm xúc của mình, rồi bạn sẽ tìm ra hướng giải quyết phù hợp. Xem tử vi tháng này, những khó khăn trước mắt không phải là vấn đề đáng ngại với những người nhiều kinh nghiệm như bạn. Ất Tỵ sẽ xử lý mọi việc một cách nhanh chóng, thậm chí thì đây còn là cơ hội cho bạn trưởng thành, vì thế đừng lo lắng quá nhiều. Nhờ thiên ấn nâng đỡ nên cuối cùng công việc của bản mệnh cũng sẽ hanh thông, thuận lợi ngay thôi. Ất Tỵ ít nhiều đã phải tự vấn về giá trị bản thân suốt những tháng gần đây, và có thể cơ hội cao là câu trả lời sẽ đến với bạn trong tháng 11 này. Nguyệt lệnh lâm quang cho thấy những tuổi Ất Tỵ đang ở giai đoạn 47 tuổi sẽ có cơ hội phát triển rực rỡ sau thời gian 10 năm nỗ lực không ngừng, chăm chỉ một cách thông minh. Sau mỗi lần vấp ngã của mình, đường quang lộc mở ra trước mắt đầy hứa hẹn, chỉ đợi họ gặt hái thành công nữa mà thôi. Tứ lục bay về phương Tây Nam cho thấy có nguy cơ tai tiếng bủa dây, họa dạ miệng, nên cẩn thận lời ăn tiếng nói. Một số người muốn trở thành trung tâm thông qua những sự kích động mà họ mang lại trong nhóm. Tuy nhiên bạn cũng cần phải thận trọng với những lời khiêu khích của họ, chưa chắc đã là tích cực nếu bạn hưởng ứng họ đâu. Tử vi tháng 11 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch nhận thấy người tuổi Ất Tỵ thời gian này muốn tập trung để cải thiện tình hình tài chính. Và khi bạn càng tìm hiểu, bạn càng tò mò hơn về cách người khác làm giàu. Bạn rất muốn học theo cách tư duy khác lạ của họ so với những người thông thường. Và chính điều đó đã khiến họ trở thành những người thành công. Việc làm theo vẫn là điều khó khăn đối với con giáp tuổi Tỵ, nhưng trong lòng bạn đang đầy sự quyết tâm. Trong thời gian này khi cũng đã tích lũy được một khoản kha khá, thì bạn càng nung nấu mong muốn đầu tư. Đó chính là lý do bạn trở thành con giáp háo hức học đầu tư. Cuối năm 2024 này, không chỉ học hỏi mà chính bạn cũng muốn thực hành. Và hứa hẹn nhờ có sao tử vi trợ lực nên bạn sẽ nảy sinh nhiều ý tưởng cá kiếm thú vị, vừa táo bạo nhằm áp dụng lý thuyết vào thực tế, cải thiện túi tiền của mình. Song bạn vẫn nên xác thực độ khả thi trước khi tiến hành hiện thực quá trúng nhé. Hơn nữa, việc mới bước vào lĩnh vực đầu tư không tránh khỏi việc thất bại, mất tiền. Hãy xem đó là kinh nghiệm đáng quý cho những lần sau. Hơn nữa bạn lưu ý là phải đi từ lớn đến nhỏ thôi nhé. Đừng quá tham lam khi mà kiến thức của bạn còn quá ít ỏi. 2. Tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965,
trong tháng 12 âm lịch. Tử vi tuổi Ất Tỵ tháng 12 âm lịch là tháng Ất Sửu, trong đó nguyệt lệnh làm chủ là sao Tiểu Hàn, 9 ngày Quý, 3 ngày Tân và 18 ngày Ất. Có thể thấy vận số tháng này của người tuổi Ất Tỵ có thể coi là khả quan, đầu tháng mọi việc trắc trở không thuận lợi, đến cuối tháng lại thuận lợi không ngờ. Về phương diện sự nghiệp, con giáp này được cả tam hợp thái tuế và chính quan độ mệnh, hứa hẹn những khởi sắc rực rỡ trong công việc, điềm báo sẽ có quý nhân xuất hiện để dìu dắt bản mệnh vượt sóng gió. Những khó khăn và bế tắc trước đó cũng dần được khai thông, thêm vào đó, sự quyết đoán không do dự sẽ giúp những chú rắn rất nhiều để có thể giải quyết những vấn đề còn tồn đọng vào cuối năm. Các mối quan hệ nơi làm việc cũng rất tốt đẹp, mọi người vui vẻ và nhiệt tình giúp đỡ lẫn nhau để cùng hoàn thành công việc chung. Sự đồng lòng đó đã giúp tạo dựng nên một tập thể vững mạnh, trong đó không thể thiếu sự góp sức của bản mệnh. Không khí hân hoan đón Tết cũng giúp bản mệnh có tinh thần làm việc hăng say, khả năng sáng tạo được khai thác và phát huy mạnh mẽ. Nhìn chung con giáp này đang làm rất tốt để có thể chứng minh được năng lực của mình với cấp trên. Đây là thời cơ hiếm có, bởi bạn có thể khẳng định được giá trị của bản thân để đòi hỏi quyền lợi xứng đáng hơn với mình. Nhất là khi Tết đã cận kề, bạn hoàn toàn có lý do để đưa ra yêu cầu tăng lương, tăng thưởng chẳng hạn. Quý vị thân mến, phong thủy nhà ở luôn là một vấn đề mà bất cứ ai cũng đều quan tâm trong quá trình xây dựng thiết kế cũng như bố trí các gian phòng trong ngôi nhà của mình. Phong thủy nhà ở phù hợp được quan niệm sẽ giúp gia chủ đón may mắn, tài lộc, đồng thời ngăn chặn những nguồn năng lượng xấu xâm nhập. Hướng nhà ảnh hưởng đến cuộc sống và vận may của gia đình, nên gia chủ cần lựa chọn hướng nhà tốt phù hợp với phong thủy. 1. Tranh phong thủy cho người tuổi Ất Tỵ. Tuổi Ất Tỵ trong ngũ hành thuộc mệnh hỏa, vậy nên những bức tranh phong thủy thích hợp sẽ là tranh mệnh thổ, mộc. Nó sẽ mang đến nhiều may mắn cho gia chủ nếu được treo trong phòng khách. Bên cạnh đó, người tuổi Ất Tỵ cũng cần phải tránh tranh mang mệnh kim, thủy, vì tính chất xung khắc trong ngũ hành. Treo tranh đại bàng tung cánh hay rồng bay là bức tranh hợp với tuổi Tỵ, hình tượng của những con vật này sẽ tiếp thêm sức mạnh, giúp các tường như ý cho gia chủ sở hữu. Và hai linh vật này từ xưa được xem là những con vật hiệu quả trong việc trấn quỷ trừ tà. Nơi thích hợp để treo tranh đại bàng là phòng khách, kỵ treo ở phòng thờ, phòng ngủ. Ngoài ra bạn cũng có thể treo tranh hoa mẫu đơn cho người tuổi Tỵ, mệnh hỏa. Tranh hoa mẫu đơn mang ý nghĩa giàu sang, thịnh vượng và hôn nhân hạnh phúc. Hoặc những bức tranh tứ quý tùng hạt diên niên luôn là sự chọn lựa tuyệt vời cho chủ nhân, với những họa tiết sống động, cây rừng chim hạt thể hiện sự giữ phúc vĩnh hằng, tuổi thọ dồi dào cho gia chủ. 2. Thỏi vàng kim nguyên bảo. Thỏi vàng là vật phẩm phong thủy tốt cho tài lộc của tuổi Ất Tỵ. Đây là vật phẩm thu hút tài lộc, giúp việc kinh doanh làm ăn thêm phát đạt. Tuy nhiên, vật phẩm này khi dùng để thu hút tài lộc, nên tìm được tài vị của căn nhà mà đặt ở đó thì sẽ có tác dụng tốt nhất. Bạn cũng có thể căn cứ theo tài vị để tìm vị trí trưng thỏi vàng kim nguyên bảo cho thích hợp nhất, thu hút được nhiều tài khí nhất. Nếu tuổi Ất Tỵ đặt thỏi vàng này trên bàn làm việc thì chuyện kinh doanh buôn bán sẽ thuận lợi hơn nhiều. Độ to nhỏ của kim nguyên bảo không quá quan trọng, nhưng cần lưu ý về độ sáng của nó. Không phải cứ vàng càng sáng bóng thì càng tốt đâu nhé. Riêng kim nguyên bảo, bạn nên chọn loại vàng có màu sắc trầm một chút, không quá chói mắt. Như thế mới có thể giúp tài lộc ùn ùn kéo tới. Nếu kim nguyên bảo dùng vàng quá chói mắt thì chẳng những tài lộc không về mà còn dễ bề tiêu tan, gia chủ gặp họa phá tài, lộ tài nữa đó. 3. Đá ngọc bích. Đá ngọc bích phong thủy là biểu tượng của chòm sao thất nữ. Ngọc cũng như vẻ đẹp thanh khiết, nhẹ nhàng của các cô gái. Nó có tính dương, nên khi phái nữ mang tính âm, đeo trên người sẽ cân bằng âm dương, mang lại sức khỏe, sự tỉnh táo và nhiều may mắn. Đồ trang sức bằng ngọc bích không chỉ hợp với các chị em, mà nó còn hợp với phái mạnh. Ngày xưa những công tử cao quý thường đeo đá ngọc bích theo bên hông. Họ quan niệm giúp tăng cường sinh lực, tăng cường trí lực, tăng cường vận khí. Những viên đá ngọc bích có gam màu lạnh được các pháp sư tin rằng chúng có sức mạnh tiên tri, dự đoán trước được tương lai. Còn những viên đá màu tối sẽ bảo vệ người đeo khỏi những lời nói gở không may. Ngọc bích màu phớt xanh lá cây giúp bạn tập trung, có thể khơi gợi những thứ vô hình mà mắt thường không thể nhìn thấy. 4. Cây phong thủy người tuổi Ất Tỵ. Những người tuổi Ất Tỵ là người mệnh hỏa, và theo ngũ hành, hỏa sinh thổ,
mộc sinh quả, do đó gia chủ nên mua những loại cây cảnh có nhiều màu xanh lá cây thuộc mộc, hoặc màu đặc trưng của mệnh quả như đỏ hồng, cam, tím, thuộc quả. Có như thế mới mang lại may mắn tài lộc cho bạn và những người sống trong nhà. Quả khắc kim, thủy khắc quả, vì thế gia chủ nếu không muốn tiền bạc vào túi này ra khỏi túi kia thì đừng bao giờ mua những loại cây cảnh có màu xanh nước biển, màu đen, thuộc thủy, hoặc màu nâu, vàng, thuộc thổ. Một số loại cây phù hợp người tuổi Ất Tỵ có thể kể đến như hồng môn, tre, sen, đào, tùng, trúc, cúc, mai, lộc dừng, phát tài, kim tiền, kim ngân, bạch mã hoàng tử, sẽ giúp gia chủ tăng dưỡng khí tài lộc và may mắn. Dân, quý Ất Tỵ thân mến, khi đến độ tuổi 60, người ta thường đã trải qua rất nhiều thăng trầm, gặp qua rất nhiều kiểu người và rất nhiều sự tình. Đến độ tuổi này, bạn nên biết có một số việc cần phải coi nhẹ, phải buông bỏ để có được cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Khi bước sang tuổi 60, để thanh thản và dưỡng thành phúc báo cho bản thân mình, có lẽ bạn nên làm 3 điều không thể chờ này. Thứ nhất, sức khỏe không thể chờ. Ở tuổi 60, nếu bình ổn vượt qua mà không có bệnh tật gì nghiêm trọng thì rất có thể sẽ được trường thọ hưởng phúc. Người đến tuổi 60, sức khỏe không thể trở, nghĩa là không thể ngồi im, phó mặc cho bác sĩ. Thay vì quá phụ thuộc vào thuốc men, bệnh viện, bạn hãy chú ý thêm tới việc điều dưỡng thân tâm, di dưỡng tính tình, rèn cho mình một tâm thái tốt đẹp. Y học cổ đại nói rằng, thân và tâm của người ta là một thể không thể tách rời, tâm sáng thì thân mới khỏe, lòng thiện thì cơ thể mới không còn tật bệnh. Cái gốc của dưỡng sinh lại chính là dưỡng tâm vậy, thuốc men chỉ có thể trì hoãn bệnh tật của bạn nhất thời. Do đó, điều quan trọng là giữ lấy một tâm thái vui vẻ, an hòa, bách bệnh đều tiêu tan. Chính vì thế, người xưa mới có câu, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. 2. Nuôi dạy con cái không thể chờ. Có nhiều gia đình vì mãi kiếm tiền mà nhiều người lơ là việc giáo dục con cái. Thực là cái được chẳng bỏ cho cái mất. Cha mẹ chính là người thầy khóa đầu tiên của con cái, cũng là người quan trọng nhất. Giáo dục con cái là chuyện tuyệt đối không thể lơ là. Dạy con từ thuở còn thơ, đến lúc này cây tre đã thẳng muốn uống cũng khó. Nhưng bạn có thể làm một tấm gương, một người bạn chân thành, thì thầm tâm sự, khuyên nhủ con điều hay lẽ phải, làm người tốt, tránh xa cái ác. Con cái cũng phản ánh một phần sự tu dưỡng của cha mẹ, hãy là một nhà thông thái cho chính gia đình mình. 3. Hiếu thuận với cha mẹ không thể chờ. Sang tuổi 60, cha mẹ chúng ta có lẽ đều đã già cả, chỉ mong cha mẹ được sống vui vầy cùng con cháu, không tật bệnh là ta đã yên tâm một phần. Các cụ bôn ba, vất vả cả đời người, giờ đã đến lúc được nghỉ ngơi hưởng phúc. Dù công việc có bận rộn, dẫu đường xá có xa xôi, bạn nhất định nên về thăm nhà nhiều nhất có thể. Bố mẹ đã già, chính là không thể chờ đợi lòng hiếu thuận của con cái mãi được. Trăm năm qua đi như ánh chớp, một sớm mai biết cha mẹ đã rời bỏ mình mà đi, bạn có ân hận chừng nào cũng chẳng thể bù đắp lại. Hãy hiếu thuận với cha mẹ, yêu thương che chở họ như mấy chục năm trước họ đã từng chở che ta. Đó chính là một loại mỹ đức, một loại hạnh phúc, cũng là một loại hồi báo tuần hoàn của tình yêu thương. Chẳng phải đó là việc rất đáng nên làm hay sao? Quý vị tuổi Ất Tỵ thân mến, nếu cuộc sống bắt ta phải lựa chọn thì bạn đừng đắn đo, suy nghĩ khi chọn mình trở thành người lương thiện. Sống lương thiện đó là nguyên tắc sống mà bạn cần phải có. Sống chan hòa với tất cả mọi người, lương thiện nhưng cũng phải mạnh mẽ, biết bảo vệ bản thân và giành lấy cơ hội thành công. Sống thiện lương, chúng ta không sợ bị thiệt thòi. Mỗi việc làm của bạn hôm nay lại trở thành nguyên nhân để quyết định tương lai bạn ngày mai. Kết quả có thể gặt hái đắng cay hay ngọt ngào, tất cả tùy thuộc vào suy nghĩ của bạn ngay tại thời khắc này. Đừng quá lo lắng, đợi chờ vì những điều bạn chưa có được mà bỏ quên hiện tại đáng trân quý. Trân trọng những gì mình đang có và đừng đòi hỏi những thứ vượt quá khả năng mình. Cách bạn sống với người khác tốt hay xấu hiện tại đều ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn mai sau. Vì vậy, chúng ta hãy biết đặt mình vào vị trí của người khác để cảm thông. Điều đó còn thể hiện sự tôn trọng, tử tế của bạn với mọi người. Sự tử tế của bạn rồi cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Bạn đối xử tốt với người khác cũng chính là đối sự tử tế với bản thân. Có đôi lúc chính sự tử tế của bạn sẽ cứu nguy bạn lúc khó khăn. Sống chan hòa với mọi người, bạn sẽ có được sự bình yên trong tâm hồn. Hãy cứ sống tốt mỗi ngày, kiểm soát tâm trạng, chăm sóc bản thân. Cuộc đời này là của bạn.
Không ai có thể giúp bạn, tất cả đều do bạn quyết định. Buông bỏ những điều không vui trong quá khứ để tâm trí bạn sẽ trở nên trong sáng hơn. Bạn có thể giữ vững lòng lương thiện, nhưng phải có nguyên tắc. Đừng để vượt quá sức chịu đựng của bản thân. Đừng nên nghĩ rằng sống lương thiện dễ bị người khác bắt nạt và chịu thiệt thòi. Đổi lại, bạn sẽ càng được nhiều người yêu quý hơn. Sống lương thiện, bạn có thể tạo nên một cuộc sống hạnh phúc của riêng mình. Sống thiện lương chính là nền tảng cốt lõi để làm người. Hãy luôn là người có tấm lòng nhân hậu, khoan dung, khiến người khác cảm kích, nể phục. Sống thiện có bao gồm việc làm từ thiện, nhưng làm từ thiện chưa chắc đã là sống thiện. Người đi từ thiện không xuất phát từ việc đồng cảm, không xuất phát từ cái tâm mong chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, mà chỉ chăm chăm mục đích kiếm thêm phúc phần về cho bản thân. Như thế dù có thêm phúc thì cũng không đáng là bao. Phúc đã không nhiều, sao có thể thêm tuổi, sao có thể đức năng thắng số. Sống thiện là một loại cảnh giới, là một loại tâm tính, là những điều giản đơn xuất phát từ bản tâm. Vui khi người khác đạt được thành quả, buồn khi người khác gặp chuyện chẳng may, thông cảm khi người khác có chuyện thương cảm, và giơ tay giúp đỡ trong khả năng của mình. Sống thiện là phải biết bỏ qua sân si, phải ngưng nói xấu, ngưng đặt điều, ngưng ác mồm ác miệng. Sống thiện không cần thiết là phải chi trăm triệu, nghìn triệu ra cho người, mà đôi khi là đi trên đường nhắc nhở người quên gạt chân chống, dừng xe lại giúp ai đó nhặt đồ rơi, nhỏ nhặt nhưng từ bản tâm, thì nó là sống thiện. Sống thiện là biết tha thứ trước lỗi lầm của người khác. Sống thiện là vô vi, là bao dung, là luôn tươi vui, hay tạo cảm giác an bình cho người bên cạnh. Sống thiện ca phải điều mà mình bắt buộc phải làm để được phúc, mà sống thiện là điều mình cảm thấy muốn làm để cho đời, cho người, cho mình đều được an nhiên, giản đơn. Không cầu kỳ, không hoa mỹ, cũng không tốn kém. Đôi khi sống thiện chỉ là học cách cho đi, học cách vô vi, và cho đi càng nhiều, chính là lúc nhận lại càng nhiều hơn. Dân, chương trình đến đây là hết. Một lần nữa kính chúc quý cô bác anh chị sức khỏe, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong chương trình lần sau.